Mọi việc đã trôi qua quá lâu rồi. Ông khó lòng nào thu thập đủ chứng cứ để lật lại tội ác của họ lắm. Đó là điều mà tôi trăn trở bao năm qua. Nhưng mà tôi không thể nào để họ nhẫn nhơ trước dòng pháp luật được. Tôi tin chắc khi giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, nhất định sẽ để lộ sơ hở. Tôi sẽ tận dụng sơ hở đó để lấy chứng cứ mà buộc tội họ. Cái gì? Tài sản chung không có là sao? Ông cũng biết mà, toàn bộ tài sản này á là Lộc Bình để lại cho Lộc Hưng. Tôi với ông có quay lại á thì cũng đâu có tài sản chung đâu mà chia. Thiệt, bà cũng cạn tàu tráo máng quá vậy. Bà quên rằng nếu như năm xưa không có bàn tay tôi giúp sức thì bà có cơ ngơi như thế này không hả? Vậy thì ông cũng ráng nhớ lại đi. Suốt 20 năm qua ông tận hưởng cuộc sống giàu sang, đủ đầy thỏa thích rồi. Bao nhiêu thời gian thụ hưởng như vậy á cũng đáng cho công sức ông bỏ ra. Bà nói cái gì? Ông đó, tới lúc ông đi ra ngoài rồi. Đi ra ngoài lập nghiệp với con bồ nhí của ông kìa. Bà hay lắm. Đương tôi cũng chán sống với bà lắm rồi. Ký thì ký. Suốt 20 năm trời á, tôi muốn ổng ly hôn mà ổng đâu có buông tha cho tôi đâu. Cho nên tôi thấy á, mọi chuyện như vậy nó bị sai. Nó không thể nào êm đềm như vậy được. Theo bà nghĩ thì ông ta sẽ làm thế nào? Vì dù sao thì tài sản này cũng là cha Lộc Hưng để lại cho cậu ấy. Theo luật thì ông Tường không dính dáng gì, và ông ta cũng không có quyền hạn để lên tiếng. Hay là tài sản này có vấn đề gì đó liên quan tới ông ấy? Con hãy tin những gì Dượng nói, bởi vì tất cả những điều đó là sự thật. Bây giờ Dượng muốn con đuổi bà ta ra khỏi công ty. Đúng vậy. Đuổi bà ta là đuổi ai? Không lẽ bà Lứa Hồng hả?